Đây, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái kênh YouTube của em. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý bà con cô bác hình ảnh của một cái đôi bò đực. Ở đây có hai con đực kem, một con đực F2 và một con dòng 1. Đây, con này dòng 2, tướng tá dai đùi đít nè. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ha. Bò này thì nói chung là giá nó cũng mềm, yêu thương thôi, rất là lực luôn. Đó, bò này giờ chân cẳng nè, hoàn thiện ha. Chân móng hoàn thiện, dai lực lưng đôi, đít bự. Đó, kế bên đây con này cũng vậy, dai lực lưng đôi, đít bự. Đó, hai con đực kem này thì bây giờ em xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác luôn. Hai đực kem này có giá là 44 triệu. 44 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò này khoảng 7 tháng tuổi. Hai con bò này thì nó khoảng từ 1m1 trở lên rồi ha, đo tại xương khu nè. Đó, đo tại phía xa xương khu này. Là bò này khoảng 1m1 bò ha. Hai con bò này thì giá 44 triệu cho anh chị và các bạn. Có rất nhiều bà con bây giờ chúng ta dịch bệnh nè, rồi thất nghiệp. Đó. Rồi đâm ra một phần không có công ăn việc làm nữa. Thì bà con cô bác chúng ta cũng nghĩ đến vấn đề về quê để chúng ta kiếm kế mưu sinh, chăn nuôi, trồng trọt này kia để tạo thu nhập để nuôi sống gia đình. Thì bà con cô bác cũng biết rồi, tình hình dịch bệnh thì ai cũng cũng không có khả quan gì mấy, thì ai cũng người ta cũng cũng có những cái mà thiệt thòi. Có nhiều cô chú ở Sài Gòn về, chúng ta đi làm ở Sài Gòn ha, về chúng ta mất việc làm, về quê mưu sinh thì chúng ta nên mua những con bò đực như thế này về chúng ta nuôi vỗ béo nè ha, bà con cô bác anh chị ha. Còn những bà con cô bác mà đang chăn nuôi như thế này thì gặp cái đợt dịch bệnh này thì giá bò không phải là nó rẻ mà nó hơi tuột giá thôi, tại vì bò nó xe cộ đi lại thì nó cũng khó khăn, nó cái phần đi lại khó khăn, còn cái phần thì bà con chúng ta dạo này cũng eo hẹp về kinh tế, tại vì dịch bệnh á không có tạo ra cái thu nhập thì bà con chúng ta xài tiền nó cũng tiết kiệm hơn. Thì bà con về quê thì anh chị về quê thì bây giờ mình mua đôi bò này về đi, mình dỗ béo tầm khoảng 2 năm sau bò nó đạt chất lượng thịt ha, một cái tải trọng khá là cao, lúc đó chúng ta ra đôi bò này về chúng ta cũng có được 7-80 triệu, 8-90 triệu tùy theo bà con chúng ta chăn nuôi. Thì cái giá bò, thì cái giá bò thịt thì nó cũng vậy à cô chú anh chị các bạn. Đó, cái giá bò thịt thì nó sẽ bình ổn, nhưng mà chỉ có những con bò giống á, xe cộ đi lại giao vận chuyển không được thì nó hơi tuột giá thôi, chứ không phải là giá bò thịt nó rớt đâu. Bây giờ thịt bò nó còn mắc hơn cái lúc mà chưa có dịch bệnh nữa. Tại vì sao cô chú anh chị các bạn? Mình không có chợ, chợ không hoạt động, không có chỗ bán thịt. Giá thịt bây giờ nó còn cao hơn, nhưng mà lò mổ chưa hoạt động trở lại được nên giá thịt nó cao nhưng mà không có tiếp cận được người dân. 2 năm sau khi mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua cái đôi bò này về rồi, chúng ta dỗ béo rồi nó đạt mấy tải trọng thịt khá là cao rồi, chúng ta bán bò đi, bán đôi bò này đi những cái lò mổ thì chúng ta sẽ được một cái số vốn kha khá. Trong khi đó đôi bò này hiện bây giờ chỉ có 44 triệu một đôi thôi đó. Thì bà con cô bác nè, nhìn thấy nè, dai đùi nè, lưng dai nè, chúng ta thấy không, chân cẳng nè đó, chân móng thì rất là ok. Chân móng phim ở đây em làm là không phóng to phóng nhỏ gì hết, con bò có sao thì em đăng lên vậy nha cô chú anh chị của bạn, không có thể nào chỉnh sửa kích thước của con bò được. Nó như cái điện thoại thì chúng ta có thể phóng to ra được, còn cái máy quay của em là một cái máy quay chuyên dụng để quay phim, nó ghi hình thì nó không có phóng to phóng nhỏ gì hết. Bà con cô bác thấy trong hình như thế nào ra ở ngoài y chang vậy, dao động khoảng 95%. Đó, bà con cô bác ha. Khi mà chúng ta bỏ một tiền, số tiền 44 triệu ra, chúng ta mua đôi bò này về, chúng ta dỗ béo 2 năm sau là lúc đó tình hình dịch bệnh ta đã được kiểm soát rồi. Chợ lúc đó cũng được hoạt động lại rồi, lò mổ cũng được hoạt động lại rồi. Thì lúc đó thì cái giá bò thịt có thể có chiều hướng tăng lên chứ không bao giờ tụt xuống. Tại vì sao? Dịch bệnh mà giá bò thịt không có giảm thì bà con cô bác biết rồi. Đó. Cô chú anh chị các bạn, khi mà con heo chúng ta nuôi đúng không, ví dụ mình nuôi con heo nó đã đạt tải trọng 100 kg là mình phải bán, còn con bò mình nuôi không được mình nuôi tiếp nó cũng lên nữa chứ nó không có tuột. Chỉ từ khi nào chúng ta bỏ đói nó, chúng ta cho nó ăn không đủ sức nó mới tuột giá thôi. Còn đôi bò này giá 44 triệu, năm ồ 44 triệu thì hai con thì này thì mỗi con có 22 triệu nhiêu, thì bà con cô bác chúng ta coi nè, dai lực lưng đôi, hai con bò này về mình nuôi mình khỏi sợ nó xuống bò.
tại vì bò này ăn mạnh rồi, nó về chúng ta chỉ việc đổ vô nhiều là ăn nhiều hang bò này, nó muốn lỡ bò rồi thưa chính chị các bạn. Em làm chương trình nói đúng ra là em cũng muốn bán được bò giùm cho bà con ha, thứ nhất, và cũng muốn bà con mua những con bò này về để nuôi phát triển kinh tế. Tại vì bò này mình nhìn coi chân móng da khung xương nè, kịch cộm nè, lưng dai nè, thấy không đó, đây là những con bò phải gọi là siêu thịt. Chúng ta nuôi dỗ béo sau này cái tải trọng thịt nó khá là cao, bà con cô bác anh chị nếu như mà cảm thấy muốn mua đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình. Hai con bò đực dai lực lưng đôi ha, chân móng hoàn thiện, không có xuống rúng xuống ruột gì hết. Khi mà giao bò đến, bà con cô bác có quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Đây là một cái kênh bán của em, kênh bán bò giống của em, sẽ mọi người sẽ được ưu tiên là cái quyền là kiểm tra bò trước khi thanh toán. Nhiều cái nhà mà bán hàng á, người ta bán bò, bán hàng cho cô chú anh chị và bạn online á, không có cho cô chú anh chị và bạn dạch ra kiểm tra đâu. Còn em giao con bò bự chảng tới như vậy, em đâu có che đâu có giấu được gì đâu, phải không? Bà con có quyền nắm dây dẫn bò đi tới đi lui, coi con bò nó đi đứng hoàn thiện mới trả tiền, thứ nhất ha. Thứ nhì là bà con có thể hạo được ra chiều cao, em sẽ đo từ chiều cao này lên đây, bà con cũng đo y xì vậy ra bức tường hoặc là cây cột, rồi chúng ta coi thử con bò chiều cao tầm đó đó, rồi chúng ta coi có mua được hay không. Nếu mua được thì liên hệ với em đó, chứ không phải là đăng lên rồi không biết kích thước, không biết chiều cao, không biết cân nặng, không biết, nói chung là không biết tháng tuổi, nói chung là bà con mập mờ thì không dám mua. Còn cái này thì em phơi bày ra hết rồi. Thứ nhất nè, em đo thử chiều cao luôn nè ha, em đo thử chiều cao bằng cái thước này luôn. Và cái thứ hai thì em sẽ đi lại gần nó, giống như một người đàn ông mà đang đứng kế bên con bò thì chắc lẽ là cô chú anh chị và các bạn cũng biết được chiều cao của con bò này, chiều cao tầm này rồi, nó là như thế nào. Em chiều cao 1m75 và đang đứng kế bên bò nè, mình coi coi bò này nó đứng là khoảng ngang rúng em trở lên nó, thì cô chú anh chị và các bạn biết được bò này dao động chiều cao tầm khoảng từ 1m1 cho tới 1m15. Bò hang bò này khoảng 7 tháng tuổi rồi, nó cứng bò rồi, nó không có sợ mà phải bị mà xuống bò nữa. Đang khi mà con bò mới tách mẹ ra thì nó còn xuống bò đâu 1-2 phân, nhưng mà con bò này bây giờ đổ vô bao nhiêu là nó ăn bấy nhiêu cho anh chị bạn. Đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi thử luôn ha, rồi mình coi mình hạo ra mình coi cái mình mua được hay không. Bò này khoảng 1m1 bò của chú anh chị bạn, hai con ha. Thì cái giá của đôi bò đực này có giá là 44 triệu hai con, thì mình coi mình mua được hay không. Nếu mà nhắm mua được trong cái phạm vi của mình, thích đôi bò này và muốn mua đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể giao dịch được đôi bò này về chúng ta nuôi mà dỗ béo ha. Thì nó cũng phù hợp túi tiền với mọi người thôi, những anh những chị, những cặp vợ chồng hay là những cô bác ha, những bạn bè mà chúng ta đang có ý định mua đôi bò về, thay vì mình bỏ 40 triệu vô ngân hàng thì một năm đâu có lãi suất được bao nhiêu đâu. Mình bỏ 44 triệu vô đôi bò này thì 1 năm, 2 năm sau cái tiền nó sẽ lên gấp đôi hoặc là có thể hơn gấp đôi nữa, chính chị của các bạn. Đó, thì trong khi đó bà con cô bác sáng chúng ta cắt cỏ cho ăn, cho uống nước cám hay là cho ăn thức ăn viên tổng hợp gì đó, ai cưng chiều thì cho ăn nhiều, ai không cưng chiều thì cho ăn ít. Nhưng mà ăn ít nó lên thịt ít nó lâu ra. Còn khi mà chúng ta ăn cho ta cho nó ăn đủ sức ha, ăn nhiều, ăn đầy đủ chất dưỡng thì con bò nó rẻ lớn, thì nó mau lên thịt. Thì khi mà khoảng 1 năm mấy 2 năm sau thì chúng ta bán thì chúng ta cũng có được số vốn nhất định để chúng ta cải thiện kinh tế gia đình. Hồi nãy đến giờ thì em cũng chỉ muốn là bà con cô bác chúng ta nắm bắt được thông tin cũng như là nhìn được những cái hình ảnh thông qua cái video của em. Thì cái video của em sẽ cung cấp cho cô chú anh chị của bạn, thứ nhất là những thông tin, hình ảnh và sau đó là những cái phút giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng ha. Rồi nếu bà con cảm thấy mà thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video của em tiếp theo, kèm theo những giá bò hàng ngày để chúng ta có thể so sánh giá cả thị trường và tham khảo những cái con bò mà ở vùng miền chúng ta chưa có. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một con bò cái lai sinh con.
và một con bò cá la xin mẹ, hai con đang đứng ở đây. À, thì bây giờ chú chủ nhà chú bán con bò con, không có bán con bò mẹ nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, bò con phải gọi là rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Bò này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cô chú anh chị và các bạn, con bò này có giá là 21 triệu. 21 triệu bò con rất là đẹp luôn. Nhìn thấy nó bóng không? Nó bóng bẫy nè. Xây lưng của nó nè, xây chín nha. Chồ con bò nè, nhìn coi cấp mình nè. Thùng dạo nè. Chồ rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn ơi. Ở đây bò chú cột cộng dây cổ, dây dây dế á, đặng cho nó không có nhé. Đúng ràng bò này khá là dạng, mình coi cái dàn rúng của nó nè. Mình coi cái dàn rúng của nó nè. Trời con đã thấy ghê không? Đó, một hồi tới cậy đuôi của nó mới giữ. Bò mẹ bự con hết thân. Bò mẹ bự con hết thân luôn ha. Trời nó bị con dê cắn này nè. Nè, nó bị con dê cắn nè. Thấy không? Bắt con dê ra nè. Nó bị con dê cắn đi Phan, bắt con dê ra cho nó cái. Dạ. Đó. Nó bị con dê cắn nè, thấy không, thấy con dê không? Nè, con dê nè. Thôi đứng im đi, mắt cong, hồi đụng đụng nó. Xe qua kìa, mình coi cây đuôi bò con nè. Trời ơi, cây đuôi nè, hết biết, cây đuôi luôn đã. Cây đuôi rất là đẹp luôn của chú anh chị các bạn. Bò con, đây. Đó, có một cái dấu dáng khá là đẹp nha. Bò con nè, rất là đẹp luôn. Dàn dậu gần rúng nè. Chân móng nè, đây cô chú chị các bạn thấy không, chân móng sò đó, dàn dậu nè, mặt mày nè, dàn rúng nè, có dàn rúng khá là gắt luôn đúng không, dàn rúng này khó kiếm lắm mà giò cẳng đứng thẳng băng luôn nè, trời ơi cặp giò đứng thẳng nè, đó cô chú chị các bạn coi nè, cặp giò đứng rất đẹp luôn đúng không, cái dàn rúng nè, bò này khoảng 1m1 bò ha, sái thì nghiêm chỉnh nè, bò này sau này bự con giống bò mẹ nó. Bò mẹ bự con ghê không? Đó, có chữa rồi đó. Bò con mới có 5 tháng mấy mà con bò mẹ này chữa 4 tháng hơn rồi. Khám rồi luôn rồi đó. Bò mẹ mang thai rồi. Má tính ra con bò này nó đẻ nhặt dữ lắm của chú anh chị bạn. Coi dàn rúng nè. Rất là đẹp luôn. Bò con này, bộ mẹ con này bây giờ chú bán con không bán mẹ nghe. Con nè. Mặt mày khỏi chê luôn ha. Đó, thì con này bây giờ chú bán với giá là 21 triệu. Đó, cô chú anh chị các bạn gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Bò rất là đẹp luôn. Kiểu mẫu nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó. Thì bà con cô bác nào anh chị em nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua những bò này thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại thì em để trên màn hình ha. Mặt mày nè, sái mặt cũng chín nữa nè, sái lưng cũng chín nữa nè. Nè, cổ bật, gù cao. Đó, vàng, cái vàng dậu nè, lạt phạt không? Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị các bạn. Vàng dậu lạt phạt nè. Vàng rúng thì khỏi chê rồi. Cái vàng rúng nè. Trời, cái vàng rúng nó đẹp ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ sử dụng cái thước là và đo thử chiều cao cho bà con cô bác người ta coi. Để người ta nhắm người ta mua ha. Nhắm mua được thì cứ liên hệ với em. Bò này có giá là 21 triệu. Đó, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Theo người ta hỏi mua mẹ con chú bán không? Không, không bán. Bò bị ve không à, chú mua thuốc gì xịt tới đi. Mua thuốc xịt ve nó chứ để ve không. Đó, con bò này thì chiều cao của nó là 1m. Chiều cao của nó là 1m1 đó cô chú anh chị các bạn, 1m09, 1m1 nha. Thì bà con cô bác anh chị em ở gần xa có nhu cầu muốn mua con bò này thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được con bò này. Và bây giờ em xin chào chú chủ nhà và chào quý vị khán giả để chúng ta có thể kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.